Dạ cảm ơn Quỳnh Phú Lâm, cảm ơn Trí Hiền. Dạ Đinh Kiều xin được cung kính nhắc lại lời vàng ngọc của thầy trong lời khuyên bổn đạo 8 điều răn cấm. Khi đã có dạng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý, tam can, ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạn ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ hiểu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tội, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Minh Kiều vừa đọc xong lời khuyên bổn đạo 8 điều răn cấm. Dạ, bây giờ thì kính mời Minh Kiều thấy bàn tay của Hoa Sa Mạc và bàn tay của Quỳnh Phú Lâm. Minh Kiều mời Hoa Sa Mạc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, thấy cô Ninh Kiều mời hoài mà không ai lên, thôi bây giờ tôi lên thí đi, tôi đọc bài cho Hương Bộ Thánh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hương đăng thơm nức quá nhẹ nhàng, bộ đời còn kẹt nỗi hùm lan, thảnh thai thời sự đưa khùng đến, đạo đức bày ra bố khắp làng. Hương bộ mãn xoay bận ả, đêm ngày tiếp rước khách gần xa, nhân dân bá tánh đều trông thấy. Hương bộ mãn xoay bận áo già, áo già hương bộ bận mãn xoay, ai có tức cười hãy đến coi, dòm riết chú chàng dùng mắt cỡ, áo già hương bộ bận mãn xoay. Võ nghệ ngày xưa của nước nhà, mẫu truyền nên chẳng kiếm cho ra, luyện tập khi đến việc, thảnh thời mới được hướng vinh qua. Vinh qua cũng phải ráng công phu, tìm kiếm mà coi xấu quá cù, kiếp trước ông cha làm đức cả,
ngày sau con cháu ráng lo tu. Giọng dỗ sao chẳng ráng mà tu, gặp đặng người xưa phước bổ bù, bởi trước giữ gìn nền đạo đức, bản vàng chói rạng chẳng hề luôn. Hương đèn cầu nguyện với ông cha, bộ đạo gần tìm ra nẻo chánh tà, nhân ái giữ nền nói lối cũ, nghĩa hòa huynh đệ phụng tông gia. Rải mừng gặp đặng loan duyên, trước ngày nay mới có phần, phải ráng dặn lòng lo trung hiếu, đến chừng gặp hội có tiện thần. Mùi hương phượng phất ghẹo cũng đợi, công tử sang vào tiếp cuộc chơi. Trải mặt phong trần tìm món lạ, nào dè thâm nhiễm tổn hậu. Bó bó ngày tối lo nồi ống, chặt chịa hàng đêm đổi tiếng lời. Những mạng ham vui mang bệnh nghiệt, gầy mòn thân thể dội buồn ngơi. Chán bệnh hiểm nghèo cậy Phật tiên, tâm thần phù hộ hết nạn ghiền. Dưỡng thân đạo đức rồi linh trí, an thể hiền tu ác được nguyện. Chặt giả tinh thần thêm mập khá, bền lòng khí lực tráng quân nhiên. Dẹp mâm dẹp chiếu cho tiêu tán, theo dõi bồng lai lãnh cõi thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cho Hương Bộ Thạnh chắc niên trưởng tịnh thiền chắc giảng nghĩa chắc nửa bài thôi mà lỡ rồi hãy đọc nguyên bài quá dài. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trao mic lại cho niên trưởng để niên trưởng làm việc nha. Ok, Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời niên trưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Sau đây thì chúng tôi xin trình bày hai bài cho thầy đã sáng tác tại Sài No tháng 5 năm Canh Thìn. Thì quý đồng đạo biết đến thầy đứng ra khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, tức là 1939, và đến năm Canh Thìn thì bị nhà công quyền Pháp đưa thầy lên Châu Đốc, rồi sau đó ít tiếng đồng hồ đưa qua Sa Đéc, từ Sa Đéc thì đến Cần Thơ. Và nơi đây thì thầy mới viết cái bài này. Lúc đó là Đức Thầy tạm trú tại nhà của ông Hương Bộ Thạnh. Cái bài thơ này Đức Thầy nói về ông diễn tả về Hương Bộ Thạnh nhưng mà không có đề tựa. Do đó mà ban kết tập căn cứ vào cái nội dung của bài này, cho nên mới để là cái tựa là cho Hương Bộ Thạnh. Tức là cái bài thơ này Đức Thầy gửi ông Hương Bộ Thạnh để nói về cái cuộc đời của ông, nhất là ông là vì nó phiện mà được cứu khỏi. Bây giờ ông là khỏe mạnh và lại tinh tấn trên những bước đường trung. Hương đăng thơm nức quá nhẹ nhàng. Đây là nói về hương, là cái mùi hương, giờ do mình đốt cây nhang nó tỏa ra cái mùi hương. Và đăng là đèn, thơm nức quá nhiều nhàng, nhẹ nhàng. Tức là khi mà trong cái giờ cúng lại chẳng hạn, chúng ta đốt đèn và đốt nhang để dâng hương, thì cái mùi hương nó ngào ngạt, nó bay tỏa khắp mọi nơi. Và mùi hương đó để cũng bán cái mùi quế trước trong cái lúc mà chúng ta cúng kiến có thần thánh đến để mà chứng giám cho cái buổi hành đạo của chúng ta. Bộ đời còn kẹt nổi hùm lan. Đây là nói gì? Cái cuộc đời của ông là bây giờ cái thời kỳ này là cái thời kỳ pháp thuộc, cho nên còn có nhiều kẻ lòng lan dạ sói, nó không có lo tu hành nhiều như cái thời chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thầy cũng vậy, khi Đức Thầy đứng ra khai sáng đạo thì ngót một năm là Đức Thầy cũng gặp cái đám hùm lan này nó mưu hại ngài. Thạnh thai thời sự đưa khùng đến. Nó bây giờ cái hoàn cảnh ở tại ông Hương Bộ Thạnh thì là cũng gặp khó khăn, đám hùm lan nó cũng đang theo dõi, nó gây rắc rối cho gia đình cũng như cho xã hội ở tại vùng này.
thì may mắn là Đức Thầy lại được đến đây ngự tại cái ngôi nhà này, một là tạm ngự để cho nó qua thời gian khó khăn, hai là cũng nhân cơ hội này Đức Thầy cũng xuất pháp độ đời, cũng là trị bệnh cho bá tánh vạn dân. Thì đây là một làng hẻo lánh xa xôi, nhưng mà khi Đức Thầy đến đây rồi thì một thời gian ngắn, trong một ngày hai tháng sau, thì bá tánh thập phương trùng trùng được điệp khách nơi đổ xô về thuyền bè, nhưng mà chặt nứt cả sông như vậy đó, là người nào đi trễ là rất là khó mà đến gặp Đức Thầy, bởi vì quá nhiều xuồng ra đi. Đạo đức bày ra bủa khắp làng, nó thầy đến đây rồi thì cái nền đạo đức bây giờ nó mới thịnh hành ở tại cái làng Nhân Nghĩa Xà No này. Hương bộ mang soi bận áo già, đây là thầy tả, ông bây giờ tại nhà ông Hương Bộ Thạnh, mà ông già lớn tuổi rồi cho nên mang soi thì mới có thể đọc sách được, nhìn thấy nó rõ được. Mà thêm nữa là ông bận áo già là bởi vì trong khi mà Đức Thầy thuyết pháp truyền đạo đó thì ông bây giờ là cũng là một tín đồ Phật giáo hoàn hảo rồi, cho nên là mặc áo già cho nó trang trọng để mà tiếp khách tiếp với Đức Thầy trong lúc Đức Thầy truyền bá đạo ở tại đây. Đêm ngày tiếp rước khách gần xa, từ gần mà chú chí xa, lúc đó là coi như là Đức Thầy mà khi mà đến đây rồi đó, ngay Thánh Địa cũng xuống, Châu Đốc, Long Xuyên cũng đến, Sài Gòn cũng xuống đến, chứ không phải là chỉ người ở đó đó không. Cho nên ngày đêm ông lo cái việc mà tiếp rước các khách ở gần cũng đến, một là trị bệnh, hai là học đạo mà do Đức Thầy truyền bá giải đạo. Thì quý vị biết lúc thầy trị bệnh cho vợ của ông Mai Văn Dậu là nổi tiếng, mà mình hay thường chia sẻ trong rinh đó, ở xa mà cũng đi đến, rồi thầy trị bệnh hết vợ con ông Mai Văn Dậu, và sau đó thì Mai Văn Dậu vì cảm cái ân đức của thầy, hơn nữa là khuất phục cái tài của thầy, học ít mà hiểu nhiều, do đó mà ông mới xin quy với thầy. Thì sau đó có người hỏi ông chứ, ông là luật sư là giỏi vậy đó, còn ông Quỳnh giáo chủ thì ông đâu có học thức gì đâu, mà học ở lớp 3 trường làng này, mà tại sao mà ông lại quy y với ông? Thì Mai Dậu trả lời là bây giờ tôi không thể nói nhiều lời cho quý vị biết, nhưng mà tôi đã xác nhận với quý vị về cái sức học của tôi với ông Tư đó thì có thể hơn ông cả trăm cả ngàn lần nữa, nhưng mà tôi phải tôn ông làm thầy vậy thôi. Thì quý vị biết là sau khi ông tiếp xúc với Đức Thầy rồi, những cái bởi vì quý vị biết khi một người đã phát huệ rồi đó thì cái trí người ta sáng suốt vô cùng, cho nên là khi trong khi nói chuyện nói qua một vài lời thì mình so được cái trình độ rồi, giống như đứng cờ tướng. Quý vị có chơi cờ tướng, quý vị biết cái đi vô vài ba nước là biết cái người đó là thường thắng là mình hay thấu rồi, bởi vì người nó trên cơ đó, họ đi mình đi không được, còn cái người đó mà giờ dở hơn mình đó thì mình đi vài ba nước là mình áp đảo họ rồi từ đó đến sau là mình tấn công luôn. Thành vấn đề trí huệ rất là quan trọng, mặc dù Đức Thầy học ít nhưng mà Đức Thầy đã là Phật tiên xuống trần để cứu đời, do đó mà khi ông tiếp xúc với Đức Thầy, hồi chưa tiếp xúc thì không thể tưởng được, nhưng mà khi tiếp xúc với Đức Thầy rồi thì ông mới thấy rằng ông quá thua Đức Thầy, do đó mà ông mới xin quy với Đức Thầy là vậy. Và từ sau khi ông đi quy Đức Thầy rồi thì ông làm đổng lý văn phòng, Đức Thầy rất là trọng dụng ông, bởi vì ông lúc đó là người có học thức mà biết tiếng Pháp nữa, cho nên Đức Thầy giao những trách nhiệm quan trọng cho ông tiếp tay với Thầy ra vấn đề đối ngoại đó. Và cả cuộc đời của ông cho đến khi ông chết thôi thì ông một con người là suốt đời hy sinh vì đạo. Nếu mà lúc đó ông ra làm quan là luật sư mà giàu có, mà gia đình cũng giàu có nữa, mà ông bỏ hết ông theo Đức Thầy, mà khi Đức Thầy vắng mặt rồi ông cũng dám hy sinh mà với đạo. Và đến khi mà có một tờ báo ở Sài Gòn ở thời Ngô Đình Diệm đó, nó nói xấu Đức Thầy, đạo với Đức ông, cũng đặt trách cho ông đứng ra ông kiện cái tờ báo đó. Thì cuối cùng rồi tờ báo nó cũng chịu lỗi là nó nói vậy là nói sai, nó bôi lem cái Phật giáo hảo. Thì cuối cùng rồi ông dám đứng ra, mà quý vị biết cái thời Ngô Đình Diệm đó, Phật giáo hảo bị đàn áp mà lạng quạng một cái là chết liền, nhưng mà ông cũng can đảm dám đứng ra để mà kiện cái nhà báo, và cuối cùng nhà báo đó cũng phải là chịu thua, phạt một đồng bạc kim dự. Nhân dân bá tánh đều trông thấy Hương Bộ mang soi bận áo dày, trong lúc ổng mà mặc áo tiếp khách đó thì những người bá tánh dân gần xa đến mà nghe thầy truyền đạo nè, cũng như là nghe xin thôi thầy hốt thuốc cho hết bệnh, thì ai đều cũng thấy cái chuyện ổng mang soi bận áo dài,
Đó, rõ ràng như vậy, đó là thầy tả cái lúc mà ông lăn xăng lộn xộn giết thầy để tư cách ở gia đình của ông trong những ngày đức thầy ở tại đây. Áo già hương bộ bận mang xoay, thì nói là cái áo già này là lập nơi đây dân là lặp lại hương bộ mang xoay bận áo già, thì cái câu này lặp lại là áo già hương bộ bận mang xoay. Ai có tức cười hại đến coi. Tại sao vậy? Là bởi vì ông không có quen, hồi đó giờ chưa từng mặc áo già là một nhà tu, mà bây giờ là đang bị ghiền á phiện mà lại là mặc áo già nữa, cho nên thấy ông mặc cái gì là nó không có trang trọng tự nhiên như một cái người tu, cho nên ai có tức cười hãy đến coi. Dòm riết chú chàng dò dùng mắt cỡ, bởi vì người này kia ngay đây là cái dân gần như thầy viết là dân Trà Phú, mấy người này nhìn thấy ổng người nào cũng ngó trên tôi lấy làm lạ, hồi đó ông này không có tu mà sao bây giờ bỗng nhiên là mặc áo mà mang xoay suốt ngày nữa đó, cho nên người nào cũng ngó hết trơn á. Cho nên đức thầy mới giải tả cảnh là khi nhiều người ngó quá đó thì chàng ta hơi mắc cỡ một chút, bị hơi ngại, áo già hơn bộ bận mang xoay. Rồi nói thêm võ nghệ ngày xưa của nước nhà, bởi vì ổng làm võ Mậu Thạnh, cho nên đức thầy dùng chữ võ này là cái võ này, cái họ võ mà cũng có cái nghĩa khác là võ, đây là võ nghệ. Võ nghệ là quý vị biết đó, nước Việt Nam chúng ta là ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây đó, 30 năm nay nội chiến hàng ngày là cũng nhờ dân tộc chúng ta có cái truyền thống anh hùng, dân tộc Việt Nam chúng ta là võ nghệ rất là cao cường. Cho nên mới chống giặc Tàu và đuổi quân Sông Lan Tàu ra khỏi nước vào cái thời mà Hưng Đạo Dương, Trần Quốc Tuấn đó, rồi Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Huệ, Bà Trưng, Bà Triệu đó. Cho nên mặc dầu nước nhỏ nhưng mà dân tộc rất là can cường và võ nghệ rất là tinh vi, do đó mà mới giữ được nước cho đến ngày hôm nay. Rồi tới thời Pháp thì cũng vậy, mặc dầu là cái thời Pháp là cái thời súng đạn nhưng mà còn cũng có những cái lúc mà phải sử dụng võ nghệ để thắng giặc. Cho nên võ nghệ ngày xưa của nước nhà là nước mình đã có cái truyền thống nhiều người văn hay mà võ giỏi, cho nên mới nói là nước Việt Nam có 4.000 văn hiến, mà nước Việt Nam từng phá Tống Bình Chiêm, cho nên là dân tộc Việt Nam là văn võ song toàn, đó là giống hồng đạt kim chi ngọc diệp, chẳng những văn võ song toàn mà còn có cái nền đạo đức rất là thâm sâu. Vào cái thời Lý và thời Trần, trên 300 năm nước Việt Nam chúng ta thịnh hành trị lấy quốc giáo là đạo Phật, truyền bá khắp mọi nơi, con người sống trong cảnh thái bình. Rồi đến thời Trần phá tái Pháp thuộc thì nước chúng ta mới trở lại ly loạn và để dưới cách thống trị của người Pháp mà thôi. Mậu truyền nên chẳng kiếm cho ra. Bây giờ tới cái thời văn minh vật chất rồi, tới cái thời súng đạn rồi, cho nên cái võ nghệ không có thịnh hành như cái lúc trước nữa. Bởi lúc trước là dùng võ nghệ để giữ nước, mà võ nghệ để chống xâm lăng, nhưng bây giờ Pháp nó vô rồi, nó súng đạn, dùng súng đạn không, mà mình nếu mà có kháng chiến chống nó nữa cũng phải tìm mọi cách đi mua súng đạn để chống nó nữa, chứ bây giờ võ nghệ múa mà tay chân gươm giáo thì không thể nào thắng giặc được. Cho nên bây giờ võ nghệ nó đã mậu truyền rồi nên chẳng kiếm chỗ ra, không còn thịnh hành như hồi xưa nữa. Như bây giờ đó mà nói Việt Nam mình mà người nào võ giỏng cao cường cũng đâu có tìm ra, bởi vì lâu đời quá rồi, cho nên không có được truyền cho đời này qua đời kia, cho nên chỉ có học và biết qua để hộ thân mà thôi, mà dân võ song toàn như hồi trước. Luyện tập để dành khi đến việc đó, thì thầy nó mặc dầu là cái võ nghệ nó bị mậu truyền, nhưng mà khuyên thiện nam tín nữ hay là Việt Nam phải ráng lo tập luyện đi để dành khi hữu sự đến việc. Do đó mà quý vị biết nói gì tín đồ Phật giáo hảo là rất là giỏi võ, mặc dầu nó đã thất truyền rồi nhưng đức thầy khuyến khích như vậy đó, cho nên ở khắp mọi nơi các làng xã đều có trường huấn luyện võ nghệ đó. Mặc dầu là nó không có như cái thời xưa nữa, nhưng mà khi có người nào có cái tinh thần võ nghệ rồi đó thì rất là tự tin, khi mà mình chiến đấu rất là tự tin, không sợ địch thủ. Còn người mà chưa biết võ nghệ là nhiều khi nhút nhát, mặc dù là cái thời súng đạn, nhưng mà trong cái cuộc chiến nhiều khi là nó cận chiến đâu thể dùng súng đạn, đó là dùng tay chân đó, thì cho nên là đối với cái thời kỳ đó là nói về tín đồ Phật giáo hảo, mà những người bậc lão thành của Phật giáo hảo xưa kia đó, chứ bây giờ cũng bớt rồi, là rất là giỏi về võ nghệ. Thành thời mới được hưởng vinh hoa, thì khi mà cái đại kỳ bây giờ đó là cái thời
thì mà phải nó cai trị Việt Nam chúng ta là cái thầy Giặc Xâm Lăng. Nhưng mà thầy cho biết là sau này cái hội Long Dân khai mở, Chúa Thánh ra đời cái trị quốc, và hội Long Hoa khai mở, Đức Phật Di Lặc ra đời để dẫn dắt chúng ta đến con đường giải thoát. Cho nên khi tới cái thời thịnh hành của đất nước Việt Nam và cả thế giới như vậy đó, thì mọi người sẽ được hưởng cái vinh hoa phú quý. Còn bây giờ thì nó là gặp rất là nhiều khó khăn, phải nhẫn mà cho nó qua thời cuộc mà thôi. Vinh hoa cũng phải ráng công phu. Đó, bây giờ muốn hưởng cái vinh hoa phú quý, những cái điều tốt đẹp cho mai sau, thì bây giờ cũng phải ráng có cái công phu tu hành. Cho nên Đức Thầy mới đứng ra khai sáng đạo, nợ hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Mình đã tạo ra không biết bao nhiêu cái nghiệp rồi, nghiệp xưa và cái tiền khiên là những cái tội lỗi mình đã tạo. Bây giờ mà có đây, thì bây giờ muốn đổi cái quả báo ác khổ thành quả báo thiện, thì phải là lo tu. Lo tu thì sau này mới hưởng được cái vinh hoa phú quý, tức là khi cái quả nó ra đó, thì nó ra cái quả thiện chứ không còn cái quả khổ như cái lúc này nữa. Do đó mà Phật mới đứng ra mà dạy đạo để đổi cái nhân. Cái xưa gieo cái nhân ác cho bây giờ bị cái quả khổ, bây giờ gieo lại cái nhân thiện thì khi nó ra cái quả rồi là cái quả thiện, cái quả tốt lành, trong cái hội Long Dân thì Long Hoa mới sống còn coi Phật lập hội. Tìm kiếm mà quay xấu quá, tìm cái đạo đức ha, thì nhờ cái công tu luyện đó mà từ con xấu mà nó quá con cụ, từ phàm phu mà nó mới thành tiên thành Phật được. Chứ nếu không tu luyện thì sao mà tiên thành Phật được? Con xấu mà nếu không nằm nó thì làm sao mà nó thành con cầu quá? Xấu phải chịu nằm, muốn soi trăng huệ sống tâm thái bình. Con xấu mà nó muốn thành cầu thì nó nằm, nó tu luyện. Còn mình muốn được phát khai trí huệ sáng suốt, được thành tiên thành Phật sau này, thì là mình phải trao sửa cái tâm của mình. Bây giờ giữ cái tâm nó được thanh tịnh, nó không loạn động nữa, và khi nào tâm bình tĩnh thì được thì phát huệ. Đây là thầy khuyến khích trong cái thời kỳ này đó, Phật ra đời thì phải ráng tu đi, thì sau này xấu nó quá cù còn phạm thì thành tiên thành Phật. Kiếp trước ông cha làm đức cả, ngày sau con cháu ráng lo tu. Đây nói cái nghĩa hẹp thì thầy nói là kiếp trước ông cha của ông Hữu Thạnh đó thì là cũng người có rất đạo đức, cho nên mới để lại cái tài sản gia đình của ông, bây giờ ông cũng được giàu có. Do mà vườn rộng rãi và mênh mông, nhà cửa thì cũng nhà cao cửa rộng đó, thì đó là do ông cha có tu hành. Đây là nói cái cá nhân ông Hữu Thạnh, còn nói rộng thì trong Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng có rất nhiều người Việt Nam ông cha chúng ta tu hành tại đời Lý, đời Trần này kia kéo dài tới giờ đó, cũng trao dầu cái đạo đức rất là quý. Riêng con Hữu Thạnh không, ngày sau con cháu ráng lo tu. Mà bây giờ đó ông cha mình trước tu, mà bây giờ mình bị khổ, khổ thì mình giảm đi cái nền đạo đức rồi, bây giờ mình phải noi trở lại cái gương xưa của ông bà của mình, mà mình phải ráng tu thì mình mới được hưởng cái phước báo. Chứ cái đời này văn minh vật chất nó ra đời, nó lôi cuốn mình, cho thành ra mình nhiều khi mình quên đi cái nền đạo đức mà chạy theo cái nền văn minh vật chất. Mà đã dạy theo văn minh vật chất, danh lợi tình trong cái thời kỳ này là gánh lấy cái khổ trong tương lai thôi, chứ không có được sướng. Bởi vì giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Hay là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thi nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Ngài cho biết cái thiên cơ nó sắp xảy ra như vậy đó, rồi ngài mới kết luận là khuyên trong lê thứ trẻ già tu hành hiền đức, Phật mà cứu cho. Nói chung quy cái sứ mạng Đức Thầy mở đây đó, đều giúp thúc chúng ta càng gấp càng tốt mà lo tu hành, để chờ cái ngày chung cuộc, là cái ngày đó là quý báu nhất. Mà đến ngày chung cuộc đó, nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Mà đến lúc đó rồi chỉ cứu lương hiền và chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao thì diệt. Bây giờ là thời kỳ lóc lừa sàn sảy. Võng dù sao chẳng ráng mà tu. Nói giờ nay mình chạy theo võng dù, mà võng dù nó đâu có lợi ích gì. Bây giờ cái tu nó mới là cái quý. Chứ cái vinh hoa phú quý lên ra mà nằm võng mà che dù đó, thì vậy đó là chạy theo danh lợi thôi, chưa có phải là cái ý nghĩa tốt trong cuộc đời. Cái quan trọng đời đó là phải có nhiều phước đức, gặp đặng người xưa phước bổ bù. Đó thì cái thầy nói là thầy đã trả lại, và thầy mở đạo năm 1849 là Phật thầy đó, rồi cái tịch năm 1856 là Phật thầy về Tây Phương, là Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Bây giờ Phật thầy mới xuống trần trở lại là xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng.
đó. Bây giờ gặp lại người xưa mà cách đây là trên 100 năm ha, là quý dữ lắm chứ không phải là vừa. Đó là đầy đủ phước đức, may mắn có duyên lành lắm mới gặp được một Phật tiên bây giờ trở lại để cứu chúng sanh trong cái thời kỳ này. Bởi trước giữ gìn nền đạo đức, bản vàng trói rạng chẳng hề lưu. Nó đây là bởi trước giữ gìn nền đạo đức, thì cái nền đạo đức xưa hồi xưa giờ đó là đã có cái truyền thống ở trong đất nước Việt Nam, ông bà chúng ta đã giữ được cái nền đạo đức đó là lâu dài, cho nên nước Việt Nam chúng ta dù là cái thời kỳ này hơi tật xấu rất nhiều, dân minh sửa mặt sửa mày, nhưng mà nó cũng còn cái gốc xưa, cho nên bây giờ ngày sau xuống trần đó đây là gom nhành lá rộng để dung trồng giống xưa lại cái đó. Bán vàng chói rạng chẳng hề lưu, nó là khi nhà mình tu thì sau này là sống giang là lộ bán vàng. Thì chư yêu thế giới khắp càng tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Ham vui, vui quyền quý dạy ngu chỉ sang danh vọng như mù. Khi mà bản dạng hiện ra thì có kẻ tới tranh quyền đoạt lợi, thì muốn chiếm đoạt cái của quý thập bát quốc chư hầu đến giành xé. Thêm bằng môn tả đạo tranh giành đủ sắc cờ trắng đỏ dần xanh, đủ các đạo tam thiên lục bá. Lúc đó là tranh tách nhau giết hại nhau quyết liệt, thịt rơi máu đổ. Nhưng mà khi bản vàng thì người hiền đức lúc đó lại là được hưởng. Bắt đầu là tới cái thời thịnh của mình rồi. Còn bây giờ là mình lo tu đó, mà nhiều khi người ta ăn hiếp mình, bị thấy người tu hiền lành này kia nọ. Nhưng mà khi bản vàng mà xuất hiện, bởi vì thầy nói là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại giữa kề bệ ngọc long xa, coi chi quốc tranh giành châu báu. Đó. Khi tôi đọc cái đoạn này tôi rất là tâm đắc, tôi mong rằng sau này khi mà Cấm Sơn lộ vẻ đành vàng báo thai Chúa Thánh ra đời rồi đó, được về gần vua và từ ở trong thành vua nhìn ra thấy 18 nước nó tính nó tranh giành được, đó là nhờ sở dĩ mình vô được là mình phải tu mới vô được, cho nên tôi ráng cố gắng tu để sau này khi mà sắm nổ rồi đó thì những người mà có lòng yêu dân mến nước như là ở trung tâm là quý thế tôi Vinh Ngô với Nguyễn Tư là cái nào quyết đó, mặc dù tuổi lớn rồi nhưng mà cũng ráng tu, là khi mà cái thời cuộc nó biến chuyển rồi đó thì như là tôi đâu có ở nước ngoài cũng phải về, mà về lúc đó là thịnh hành rồi, có thánh vua ra đời, chứ bây giờ không tu về lúc đó làm sao mà gần vua được đó, thì mình thấy là cái điều đó là được, mình phải ráng cố gắng hành đạo trong cái lúc này, dù trong nước hay ngoài nước, và khi mà đến cuộc rồi thì nghĩa là muốn chiếm bản vàng đó là nhờ công đức tu hành mà ra. Hương đèn với ông cha, bây giờ đốt hương và đốt đèn lên để mình cầu nguyện, cầu nguyện để Phật độ cho tổ tiên, cho cha mẹ, bá tánh nhân dân, như cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện mà Đức Thầy đã viết ra, khuyên mình hàng ngày cúng lại phải, đối với diện Ngô Tam Bảo ít nhất một ngày cũng hai thời, đó, mình cầu nguyện trước mặt thờ ông bà, rồi còn cầu nguyện trước Ngô Tam Bảo nữa, bộ đạo tìm ra nẻo chánh tà, đó, thì bây giờ, mình ông Hương Bộ nè, ở đây là Hương Bộ trên, thầy khuyên ông Hương Bộ, ông phải tìm ra đâu là chánh đâu là tà, tôi bây giờ tôi mở đạo đó ông coi chánh hay là tà, nếu chánh thì ông theo, còn nếu ông cho rằng tà đó là ông đừng có theo, nên là thầy nhấn mạnh là trước khi theo ông thầy nào ông phải biết ông thầy đó như thế nào. Nhân ái giữ nền noi lối cũ, thì bây giờ cái lòng nhân đây là cái nhân ái nhân đạo, mình phải cao sửa cái lòng từ bi hỷ xả. Mà xưa bây giờ là Phật đã ra truyền thụ rồi, bốn đại đức của chư Phật từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm, thì người tu cũng phải trao dồi cái tứ vô lượng tâm đó, mặc dù bây giờ mình chưa đạt như Phật nhưng mà mình phải tu đức từ, đức từ đức bi, đức từ là tức là mình phải cứu độ thương xót nhân sanh, đức bi là khi nhân sanh có tai nạn gì đó thì mình cũng nói theo gương Phật, mình có tìm mọi cách để giúp đỡ người ta cho nên người ta qua tai nạn. Đức hỷ thì lúc nào mình giữ tinh thần vui vẻ, đức xả là từ từ mình buông bỏ hết cái chuyện ham mến thế gian danh lợi tình để mình mới tiến sâu vào con đường đạo đức. Cho nên cái nhân ái giữ nền noi đối cũ là mình phải noi theo cái tứ vô lượng tâm đó mà mình hành đạo. Nghĩa hòa huynh đệ phụng tông gia, thì đây chân nghĩa nó nói cái nhân ái thì cái chân nghĩa, cái nghĩa đây là cũng như trò mà đối với thầy mà đã thọ ơn thầy rồi thì trò cũng phải biết ơn thầy. Và anh em với nhau cũng vậy, cái tình nghĩa của anh em cũng lúc nào cũng thương yêu nhau, giàu hoàn cảnh thế nào cũng phải giúp đỡ nhau, chứ không phải mà tranh quyền đoạt lợi hay tranh tài sản này kia nọ, thì như vậy không xứng đáng gì với cái người đạo đức.
Cho nên nghĩa là huynh đệ cũng trong gia thì ở trong nhà, trong dòng họ thì đối với anh em cũng vậy, phải giữ cái nghĩa. Đối xã hội cũng vậy, mình thọ ân thọ nghĩa cho ai thì mình phải ra lo đền trả, chứ không có dung sư phản đạo. Như vậy là nó không có xứng đáng với cái người có đạo đức. Mà cái thời kỳ này thì quý vị biết là có rất nhiều người còn duy trì được đạo đức, có nhiều người giết cha giết mẹ giết anh giết em, họ coi cái chuyện nó như thường. Cái xã hội nó đang nó đảo lộn vậy, cho nên nó mới gọi là tận thế. Và chờ một cái ngày chung cuộc phán xét ai là cái người đủ nhân nghĩa, ai là người thiếu nhân nghĩa thì chừng đó mới biết. Rồi mừng gặp đặng lúc ban ân, nay mừng được là có Phật ra đời nè, ban ân đức cho mình, ngài thuyết pháp cho mình nghe để mình được tiến lên con đường tiên Phật, trị bệnh cho mình hết những cái bệnh ngặt nghèo, để mình sống an nhàn vui vẻ và mình lo tu hành trong cái thời kỳ hạn quân mật pháp này, và gia đình sống được an vui và hạnh phúc. Duyên trước ngày nay mới có phần đó thì thầy xác nhận, nghe không? Nghĩa là tại sao bác tánh dạng dân cũng đông mà tôi có cái nhà mà tôi đến ở, mà bây giờ tôi đến nhà ở nhà ông, đó là bởi vì giữa tôi và ông đó nó có cái nhân duyên trong cái tiền kiếp đó, hồi đó tôi tu đó, ông cũng có trợ duyên cho tôi thế này thế kia thế nọ, cho nên bây giờ tôi trở lại độ chúng sanh thì tôi ở nhà ông để ông hưởng cái phước đức rất lớn, bởi vì ông nay gặp Phật mà Phật ở nhà ông thì là làm ở nhà ông đó, tức là cũng là thụ hưởng những cái trong gia đình của ông, tức là mang cái ơn của ông rồi thì phải ban lại cái phước lành cho ông, rồi ăn uống này kia nọ ông cũng giúp đỡ đó. Mà như vậy là tôi ở nhà ông đây đó là có cái duyên trong ngày trước rồi, chứ không phải như không đâu, mà nhờ cái duyên đầy vậy đó mà sau này ông sẽ được uy tín, nhiều người mến mộ, và đồng thời nữa là ông sẽ được nhiều cái phước đức do Phật ban cho ông. Đây là một cái việc rất là hy hữu. Cho nên hồi thời đó thiếu nhiều người ở trong làng ông Hương Mộ Thạnh tên tuổi cũng gian danh hơn, giàu có hơn, mà bây giờ đâu có ai nhắc tới. Mà như nhờ Đức Thầy ở tại nhà của ông ta, cho nên mấy triệu tín đồ Phật giáo hả, bây giờ khi mà đọc qua giáo lý thì biết tại làng Nhân Nghĩa có ông Hương Mộ Thạnh. Quý vị thấy nè, cái nhờ có cái công đức tu hành quý báo mà bây giờ tên tuổi mới thơm tho như vậy. Hãy ráng dẫn lòng lo trung hiếu, đến chừng gặp hội có tiên thành. Đây là hai câu thiện nhắc nhở. Bây giờ đã phát tâm tu hành rồi thì phải lấy hành hiếu là căn bản. Tại sao? Bởi vì ông hiện giờ ông đã có vợ, có con, có nhà, có cửa, thì ông tu cao không được, ít nhất ông phải giữ cái trung thành với đất nước, trung thành với cái đạo nghĩa. Và cái hiếu ông phải lo cho gia đình, cho cha mẹ, bà con, cha mẹ là tâm tổ, phải cúng là hàng ngày để cầu cho tổ tiên. Thì cái nhiệm vụ của ông là cái căn bản mà thực hiện được chứ bây giờ đó, là phải ông phải giữ cái trung cái hiếu, chứ không thể là ông tu giải thoát như bao nhiêu người khác được. Là vì người ta tu giải thoát là người ta có điều kiện, còn mình bây giờ sẽ có gia đình, có vợ, có con thì mới tạo được chữ trung chữ hiếu đây đó. Mà hai mình được trung hiếu rồi thì hiền lành chừng đó xung dậy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Mình với vua đó đời mình gặp vua, cho nên bây giờ ngài nói là thuyền đưa vò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dẫn đến mới mừng cứu tôi đó. Bây giờ bao nhiêu người trong tín đồ Phật giáo hảo cũng cái thời kỳ đó là đang trầm luân, mà làm theo lời dạy của ngài Tứ Ân Thập Thiện, thì khi mà đến hội rồi thì mình mới được hồi phước, mình có được hưởng cái vinh hoa phú quý trong cái thời đó. Bởi vì lúc đó là cái người nào mà có công với đạo là rất là quý, với vua là phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hộ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng chào người chân tu. Đến hội rồi thì có hai cái hạng. Tôi lưng đóng đó là cái người làm trống nước, có nhà cửa lầu đài cung điện, vua ban cho ở là vinh hoa phú quý hơn cái người đời. Còn nếu mà mình ăn chay niệm Phật, nếu làm phước làm doan giữ quy điều giới luật thì mình sẽ tiến lên con đường tiên Phật. Cho nên là rước tôi lưng đóng là cái người trung hiếu, còn chào người chân tu đó là cái người đó sau này sẽ đứng hồi tòa sen, bởi vì người ta chân tu ta khắc kỷ tu thân trong cái thời kỳ hạ môn mật pháp này, cho nên sau này ta được hưởng cái phước cao hơn, ta sẽ đi ra đến con đường giải thoát. Đến chừng gặp hội có tiên thần nó thì đến khai mà cái hội khai mở rồi có Phật tiên thần thánh xuất hiện. Bây giờ thì mình không biết ở đâu, nhưng mà đến hội đầu đó thì được, và Phật tiên thánh bây giờ cùng nhau xuống thế, đến lúc đó đều xuất hiện hết. Nếu bây giờ nhiều khi mình gặp Phật tiên mà mình không có căn lành, nhiều khi mình lầm lẫn thấy Phật tiên mà không biết, chứ không phải dễ đâu. Mùi hương phưởng phất ghẹo cùng đời,
Bây giờ khi mà đốt nhang lên thì nó bay tỏa ra khắp mọi nơi, để mà người ta ngửi thấy mùi hương đó thì biết đây là cái tinh thần đạo đức, cũng như là kêu gạo của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tu hành, hàng ngày phải đốt nhang đốt đèn nó. Còn nếu mà ngửi thấy cái mùi hương thơm này mà mình thấy thấy sực lơ, thấy không có ý nghĩa gì hết, thì như vậy là mình không có duyên. Còn nếu người có duyên thì nghe là có thấy mùi hương khói tự nhiên, cũng như bây giờ đi ngang qua ngôi chùa mà cái mùi hương khói chùa tỏa ra, cái người có đạo đức tự nhiên ngửi cái mùi hương nó thấy nó thanh thản và bước vào chùa để lễ Phật. Còn cái người không có duyên với Phật, cái mùi hương đối với họ không có cái ý nghĩa gì hết. Công tử giàu tiếp cuộc chơi thì đây là ông khen ông là ông cũng như là công tử đó, giàu sang là đang hưởng cây vinh hoa phú quý của ông bà cha mẹ lưu truyền lại nè. Trải mật phong trần tìm món lạ, nào về thâm nhiễm tổng hao hơi. Nó trải mặt phong trần tức là hưởng cái vinh hoa phú quý này thì cũng như cái người là đã từng trải trên thế gian này, tìm những cái vui cái lạ ở trong cuộc sống để thỏa mãn cái đời sống vật chất của mình. Nào về thâm nhiễm tổng hao hơi, hưởng rằng cái này là vui, là quý, là đẹp, nhưng mà càng thâm nhiễm nhiều chừng nào về cái văn minh vật chất nhiều chừng nào, đó cái ăn chơi nhiều chừng nào thì càng khổ chừng ấy, hao mòn thân thể chứ cũng không có lợi ích gì. Bo bo ngày tối lo nồi giống ống, nó là bởi vì ống nghiện áp hiện, cho thầy nói là tối ngày lo nồi ống mà thôi, nó lên nồi ống là những cái dụng cụ mà để hút áp hiện. Chặt chĩa hằng đêm đổi tiếng lời, ở trên là bo bo dưới này chặt chĩa đổi tiếng lời, tức là đêm ngày chỉ là lo hút thôi, chứ không có lo biết cái gì về đạo đức hết. Những mãn ham vui mang bệnh nghiệp đó, thì bây giờ thầy kết luận trong cái bài thơ này, đoạn thơ này, làm gì ông ham vui, ham vật chất mà gây ra phiền, cho nên bây giờ ông mang cái chứng bệnh là ốm o gầy mòn, mà nếu mà ông không có cử được, kiên cử được thì nghĩa là nó sẽ chết sớm trước khi mà cái tuổi thọ ông đến. Gầy mòn thân thể dội buồn ngơi, bởi vì mang cái thân thể gầy mòn rồi, ốm o rồi, thành ra là không được ăn vui, là bởi vì mình ăn bị bệnh hoạn do cái nghiện ác phiền mà ra, cho nên lúc nào trong lòng cũng thấy buồn chứ cũng không thấy vui. Mặc dầu là sống trên nhung lụa, trên vàng son đó, nhưng bây giờ đã mang bệnh rồi thì không còn vui chơi nữa. Chán bệnh hiểm nghèo kệ Phật tiên, bây giờ chán nản quá trước cái bệnh hiểm nghèo mà gần như là bất trị đó, cho nên vì không biết làm sao mà mang thầy đến để mà độ ông, cho nên ông mới nhờ được thầy là Phật tiên ra đời để mà độ cho mình, cho mình khỏi cái bệnh này, để mình mạnh khỏe trở lại. Một là hết cái bệnh nghiện đó, hai là được mạnh khỏe trở lại, được mập mạp thân thể, thì như vậy mới có cái niềm vui trong cuộc sống. Tâm thành phù hộ hết nạn nghiện. Khi mà ông cầu thầy độ ông đó là ông rất là thiết tha, rất là thành lòng, chứ không phải là giả dối, mong thành cứu được dùm cho ông, cho ông qua cái nạn này, cho nên nhờ tâm thành đó mà Phật mới phù hộ cho ông ta hết đi cái nạn mà ghiền áp hiện này. Dưỡng thân đạo đức dầu linh trí đó, thì mình nhờ hết cái bệnh viện rồi thì thân thể nó mạnh khỏe trở lại đó, bây giờ lấy cái tu hành theo cái đạo đức mà đức thầy đã truyền bá đây đó, thì ông trao dồi vừa thân vừa tâm để có trí huệ lần lần nó sáng suốt, chứ không có lu mờ ngu mê như cái hồi trước mà mình đang bị bệnh viện. An thể hiền tu ắt được nguyên đó, thì bây giờ cũng nhờ công đức tu hành đó mà thân thiên trở lại bình phục, chứ nó không có còn phải mà ốm mo gầy mòn hay là còn mang chức bệnh viện như vậy nữa. Chắc giả tinh thần thêm mập khá đó, rõ ràng bây giờ là trong lòng ông thì chắc giả là lúc nào cũng tin tưởng vào cái là dạy bảo của đức thầy, và tin tưởng vào cái đạo mà mình đang theo đây, đó là nói về cái tinh thần. Còn nói về thân thể thì bây giờ thêm mạch mập khá, tức là bây giờ ông mập mạp trở lại, trắng trẻo trở lại như xưa, chứ không phải là ốm o gầy mòn da dùng mát cóp nữa. Bền lòng khí lực tráng nguyên nhiên đó, thì ra thầy nói là giờ ông muốn được mà vĩnh viễn thoát khỏi nghiền này đó, phải bền lòng chặt là dạ, phải do tu hành thì cái khí lực đó là nó mới được trường tồn. Còn nếu bây giờ ví dụ ông hết nghiền rồi, mai mốt đây đó là thầy không có ở nhà ông nữa, mà ông mang chiếc bình viễn là nghiền lại nữa, thì nó không có tráng nguyên nhiên đâu. Mà muốn tráng nguyên nhiên bốc đát vĩnh viễn đó thì phải bền lòng chặt dạ tu hành,
thì cái khí lực nó mới mạnh mà nó mới làm cho con người mình không có bệnh hoạn mà sau này nữa. Dẹp mâm, dẹp chiếu cho tiêu tán, đây thì cách dẫn. Bây giờ mâm là cái mâm mà để cái đèn với những dụng cụ của mà áp hiện đó, để cái mâm bây giờ ông dẹp bỏ rồi, không còn sử dụng cái mâm nữa, là dẹp chiếu luôn, cái chiếu mà hàng ngày nằm để thưởng thức tiếng Nga đó. Bởi vì theo người ta nói đó, thì cái người mà khi hút hầu chưa hút thì nó khác, mà hút vô rồi một vài hơi rồi đó thì tinh thần nó lân, bởi vì cái chất đó nó kích thích dữ lắm, cho nên lúc đó là thấy cũng như là thấy mình bay gì có tiên có Phật vậy đó. Cho nên mà nếu mà nghiện rầu ra sau này không hút là lớn đến cái giờ mà hút lên nó khó chịu dữ lắm. Mà bây giờ thì ông dẹp manh, dẹp chiếu là cái chiếu mà ông nằm thường xuyên đó, ông cũng bỏ luôn cho nó tiêu đi chứ không còn gì. Theo dõi bồng lai lánh cõi thiền, thì bây giờ thầy theo dõi bồng lai đây đó là thầy là tiên Phật ra đời. Bây giờ ông theo dõi cái bước ngài, nghe theo lời dạy bảo của ngài và lánh thân vào cõi thiền là phải ráng lo để mà tu học. Cõi thiền đây là cõi thiền lòng đó, thiền lòng là thanh lòng đó, chứ không phải thiền đây là thiền na là tu thiền. Mà thầy khuyên mà bây giờ ông là phải tu cái đạo trung đạo hiếu đó, mà ông ẩn thân ông tu tới nay gặp Phật tiên rồi thì sau này ông sẽ được hưởng phước báo đó, là hiền lành chừng đó sum dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi đó. Thì bây giờ như ông Hương Bồ Thạnh ông mất rồi, mà nó ông nhờ tu cái pháp môn tịnh độ thì có thể là sau khi cái công đức ông lớn đó, sau khi mãn phá chưa kiếp thì Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu ông có cái duyên với Hậu Long Hoa hay Long Vân thì ông tái sinh trở lại, ông tiếp tục tu nữa, và đến Hậu Long Vân Long Hoa thì ông sẽ được gặp thầy, được vào vua giúp nước. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi chúng tôi trình bày qua cái bài cho Hương Bồ Thạnh thì đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý đồng đạo theo dõi sự trình bày của chúng tôi, và tiếp theo là mời một đồng đạo lên ngâm một đoạn giảng để thư giãn, và sau đó thì đóng góp ý kiến. Vì cái dù sao bất cứ bài nào của đức thầy không ai có thể hiểu hết được ý sâu của nó, cho nên quý đồng đạo càng đóng góp nhiều chừng nào thì cái sự chia sẻ với lý mình nó được dồi dào và phong phú hơn nhiều chừng nãy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi sự trình bày của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật.